anniversary scene. Cái chi tiết này cũng là tem của cái bản kỷ niệm 10 năm. Đầu xe cái góc cạnh cũng khác biệt nhiều so với trước, đúng tự. Nhà thầu vẫn thiết kế như phiên bản trước, như là 2017. Sau màu đen, à màu đỏ, lò xo màu đỏ, hệ thống ốp ống xả, cái ốp ống xả rất là đẹp, thiết kế góc cạnh như thế nào, tem phiên bản 10 năm, nền led màu đỏ, đặc biệt trên phiên bản cao cấp, như phiên bản 10 năm này được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh, bạn chỉ cần ấn nút này. Nó được trang bị tương tự như Honda Leaf. Tuy nhiên khá là tiếc là nó không được trang bị hệ thống chống trộm như trên SH. Đây là khóa của chiếc Everest phiên bản cao cấp. Mua xe các bạn sẽ được giao hai chiếc chìa khóa. Đây là hai thiết bị mở cốp bằng tay. Khi mà xe hết điện hoặc là chìa khóa hết pin, tương tự như Honda SH. Trên cái chìa khóa này thì có nút tìm xe, nút mở xe. Thiết kế cũng giống như trên Honda Leaf, không có nhiều khác biệt. Đây chính là mẫu xe thứ tư của Honda, thứ năm của Honda để trang bị chìa khóa thông minh. Tổng thể phiên bản 10 năm Honda Everest ở Việt Nam. Các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nhé. Thì nghe nói xe này được bán trên kênh giá khoảng 5 đến 6 triệu đồng tại đại lý. Phiên bản mới thì phần lớn mới chỉ có phiên bản đặc biệt, chưa có các mẫu màu sơn mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.